Xin chào bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến bạn là 7 sản phẩm. Trong này là có 6 nồi cơm và một nồi hầm. Thì những cái mặt hàng này thì tất cả đều là hàng đấu giá nhé các bạn. Thì hôm nay mình làm cái video này cũng như giống như là xả hàng luôn đấy các bạn. Thì sắp tới mình về cái lô hàng rất là nhiều bếp từ. Thì các bạn biết rồi, bếp từ thì nó tốn nhiều diện tích, nó cồng kềnh. Nên nhà mình thì nó cũng không có được rộng nữa. Nên mình phải giống như là phải xả hàng đấy các bạn. Đấy, bình thường thì những mẫu này thì rất là được giá luôn nhé các bạn, nhưng hôm nay thì cái video này, trong video này thì mình sẽ giảm giá rất nhiều để bạn nào có nhu cầu thì ủng hộ giúp mình với nhé. Đấy, rồi mình vào chi tiết. Tất cả những cái hàng ở đây đều là hàng đấu giá nhé các bạn. Đấy, tất cả đều hàng đấu giá. Bạn nào mà theo dõi video của mình, những video mở hộp ấy, thì mình các bạn sẽ thấy những cái sản phẩm đây đều là hàng đấu giá hết nhé. Rồi mình vào chi tiết. Mẫu nồi số 1, đây là Panasonic áp suất điện tử, cao tần áp suất điện tử 1.8 lít, sản xuất năm 2015. 2020, mình xin lỗi các bạn, 2020. 1.8 lít này thì các bạn nấu được khoảng 4 bát, 4,5 bát gạo, khoảng 8-9 người ăn nhé các bạn. Nồi có màu trắng rất là đẹp luôn. Đây cũng thuộc phân khúc cao cấp nhé các bạn. Tất cả mẫu nồi đây mình đã test thử hết rồi. Và để về vấn đề bảo hành thì đều, kể cả hàng mới hay là hàng vài trăm nghìn thì mình cũng đều bảo hành như nhau, đó là bảo hành 6 tháng. Ngoài 6 tháng thì mình sẽ hỗ trợ các bạn sửa chữa khi có hư hỏng. Còn về vấn đề mà xì vung này thì mình sẽ hỗ trợ các bạn mua ở bên Nhật về với, tức là các bạn đã mua hàng của mình rồi ấy, thì mình sẽ hỗ trợ mua ở bên Nhật về với cái giá gốc của bên kia luôn. Thì cái vung này, cái vung thường thường rơi tầm khoảng 700 đến 900 nhé các bạn. Đấy, đó là mình không tính tiền vận chuyển. Còn như thường thường thì vung như 1.8 lít này rơi tầm khoảng 3-4 triệu ấy các bạn. Rồi đây các bạn xem qua, nồi thì còn rất là đẹp nhé các bạn. Đấy, rất là đẹp, rất là sáng luôn. Nhà mình nào mà mình gia đình lớn thì mình chọn cái nồi này được. Cái này nó có xước nhé các bạn, xước chứ không phải chày nhé các bạn. Xước giống như vết mèo cào các bạn. Ở bên Nhật thì các bạn biết là họ vo gạo bằng một cái, bằng tay thì ít người vo lắm. Họ sử dụng bằng một cái công cụ giống như một cái máy đánh trứng ở Việt Nam ấy. Họ bỏ vào xong mà bấm nút giống cái đấy là nó quay, xong họ đổ đi họ rửa. Tại bên đó còn có gạo không vo này kia nên ở Việt Nam mình thì thường thường vo rất là sạch, nhưng bên kia họ vo cũng sơ sài. Rồi mình báo giá luôn, đây là mẫu nồi số 1 nhé các bạn. Số 1 mình bình thường, cái này ấy, là thường thường như bình thường ấy thì mình bán khoảng 4,8 triệu, nếu mà nó không bị xước vậy thì khoảng 5,5 triệu. Đấy, như cái này thì là mẫu số 1 đấy các bạn. Đấy, thì mình đang bán mức giá là, chỉ nay là mình hạ giá luôn đấy các bạn, là nay mình hạ giá là còn 3,9 triệu luôn nhé các bạn. Đấy, tính ra là giảm đến 1 triệu luôn. 3,9 triệu thì tính ra chỉ bằng một cái nồi 1 lít thôi đấy các bạn. Mà hàng này còn rất là đẹp luôn, hàng đấu giá nhé các bạn. Rồi, tiếp tục mẫu số 2. Đó là một cái nồi Toshiba bản VPF. Đây, này cũng vậy, còn rất là đẹp. Hôm đầu về thì nó bị bẻ nhé các bạn. Các bạn xem video của mình thì biết nó bẻ cái nắp này các bạn này. Đấy, thì giờ mình đã thay cái nắp của một cái khác rồi, nhưng nó vẫn bị nứt ở đây. Các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà không ảnh hưởng gì nhé các bạn. Còn chức năng thì như nhau hết, không có gì khác. Đây, này thì nó không được tuyệt đối nhé các bạn. Bản này thì gọi là bản, gọi Việt Nam mình gọi là bản giới hạn đấy, thì thực ra nó là bản đầu tiên. Đấy, son đây, son sóng nhuyễn nhé các bạn, gân nhuyễn. Đấy, nó có bị bong ở ngoài, nó bị bong như này các bạn này. Đấy, bên trong đây. Rồi thì đây là bản mẫu nồi số 2. Mẫu nồi số 2 đấy, thì mình đang bán mức giá là 3,7 triệu nhé các bạn. Đấy, là bằng giá tô chuông thường luôn đấy các bạn. Bằng giá tô chuông thường mà gọi là hàng bãi luôn, chứ không phải là hàng tô chuông thường hàng đấu giá nữa. Tô chuông thường hàng đấu giá cũng phải 4,5 triệu. Thì hôm nay mình làm video giống như là xả hàng luôn. Thì các bạn xem ưng mẫu nào thì ủng hộ mình sẽ báo giá chi tiết. Rồi đây là Tiger gốm nhé các bạn. Đây là Tiger gốm phiên bản đầu tiên. Son gốm. Mình xin lỗi, nãy là mình có cuộc gọi các bạn rồi nó tự ngắt nên mình phải quay lại. Đây, các bạn xem bên trong nhá. Đây, đây là Tiger gốm. Bạn nào ưng ăn cơm cháy thì chọn mẫu nồi Tiger gốm này thì rất là phù hợp nhé các bạn. Này là đời 2012 nhé các bạn. Đây, 2012. Gọi là Tiger gốm mà có áp suất đời đầu đấy các bạn. Còn trước đó thì Tiger gốm họ không có áp suất. Đây là gọi là Tiger gốm phiên bản xịn là đời đầu, gọi là có áp suất là đời đầu đấy các bạn. Rồi, đây là mẫu nồi số 3. Đấy, mẫu nồi số 3 thì mình đang bán mức giá là 2,8 triệu nhé các bạn.
cái mẫu nồi này không, tức là trong cái video này thì các bạn so sánh giá này nó chỉ ngang hàng với gọi là hàng bãi đấy các bạn, thậm chí còn rẻ hơn luôn. Rồi tiếp tục vào kiện số 4, đây là nồi Pana áp suất điện tử bù ẩm, cái này còn rất là đẹp, cái này 2015 nhé các bạn, SPX 185. Bên trong thì nó cũng còn tương đối. Đây, son thì nó không được đẹp nhé các bạn. Đây là cái giá này, giá mình chào với cái sản phẩm này thì nó mang tính chất gọi là giống một cái nồi bình dân thôi. Rồi, thì tất cả là cả hàng xấu hay hàng đẹp, hàng rẻ hay hàng mới thì mình đều bảo hành như nhau nhé các bạn. Rồi, đây là mẫu nồi số 4. Mẫu nồi số 4 thì mình đang bán mức giá là 3,2 triệu nhé các bạn. 1,8 lít. Rồi, tiếp tục mẫu nồi số 5, nó cũng có tay gơ gốm. Đời này 2017 nhé các bạn. Xong. Cái những cái chấm này là vết xước các bạn chứ không phải chảy, đây các bạn nhìn như này không thấy nó chảy nhá. Xước đấy các bạn. Cũng mẫu nồi gọi là phù hợp cho khách hàng thích ăn cơm cháy nhé. Tất cả đây mình đã test hết rồi. Rồi, đây là mẫu nồi số 5. Mình đang bán mức giá là 2,8 triệu luôn nhé các bạn. Rồi, tiếp tục mẫu nồi số 6 là một cái tô chuông tầng, tô chuông gọi là tô chuông vành hoặc tô chuông hai tầng đấy các bạn. Mẫu này là thông số là công suất là lớn, nó ngang hàng với bản kỷ niệm, bản giới hạn rồi bản đặc biệt luôn đấy các bạn. Thì sau mẫu này thì Toshiba họ không sản xuất tô chuông nữa, đây đời năm 2021 luôn, gọi là tô chuông đời cuối cùng. Đây, nồi này son còn rất là đẹp nhé các bạn, nó như này gọi là tô tầng các bạn này, hai tầng này đấy. Đây đáy thì nó bị chảy như này nhưng không ảnh hưởng gì nhé các bạn, quan trọng ở bên trong lòng thôi. Đây, rồi đây là mẫu số 6 nhé các bạn, mẫu số đúng rồi, đây mẫu số 6 thì mình đang bán mức giá là 5 triệu tròn luôn nhé các bạn. Giá này nó chỉ ngang hàng với gọi là tô chuông thường đấy các bạn. Rồi, đây là nồi hầm Juji, cũng còn rất là đẹp, cái này hôm trước về nó bị bể của mình đấy các bạn. Đấy, rất là đẹp nhé các bạn. Rất là mới, đây các bạn thấy không, nó là một vết nứt ở đây, đây bị dột một ít đấy, còn lại là không sao. Thực ra là những cái hình thức đó là bên ngoài, còn chất lượng là không gì thay đổi so với hàng không hoàng bình thường nhé các bạn, chỉ có bị vậy thôi. Đây là MLMB30, đây là mẫu nồi hầm một dung tích 1,5 lít. Thì nhiều khách hàng hay hỏi mình là 1,5 lít thì không đủ, thực ra 1,5 lít này 1,5 lít nấu chứ không phải 1,5 lít mà khi thức ăn chín nhé các bạn. Khi thức ăn chín thì cái này là 3 lít. Khi thức ăn chín là 3 lít 3 lít 2, còn 1,5 lít 1,5 lít khi nấu. Rồi đây là mẫu số 7, mình đang bán mức giá là 2,6 triệu nhé các bạn. Rồi thì qua video này bạn nào ưng mẫu nào thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Tất cả những sản phẩm đây trong video này thì mình xả giá rất là rẻ luôn. Rồi cảm ơn các bạn nhé, xin chào các bạn.